Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình muốn chia sẻ về những điều kiện chuẩn bị hồ sơ và cách điền đơn để bảo lãnh cha mẹ sang Mỹ định cư. Thứ nhất là vào điều kiện. Đầu tiên, bạn phải là công dân Mỹ và ít nhất là 21 tuổi. Nếu bạn có thẻ xanh thì bạn không bảo lãnh được cha mẹ sang Mỹ định cư. Cái tiếp theo, khi làm hồ sơ bảo lãnh cha mẹ thì bạn phải làm những hồ sơ riêng biệt. Về chuẩn bị hồ sơ thì chuẩn bị hồ sơ cho bố mẹ có một chi tiết nhỏ là khác thì mình xin nêu ra ở đây. Về chuẩn bị hồ sơ cho mẹ, đầu tiên bạn phải điền cái đơn I-130 này. Bạn lấy từ cái trang web USCIS, đây là cái đường link nhé. Cái thứ hai, một bản giấy khai sinh của bạn cho thấy tên của bạn và tên của cả hai cha mẹ bạn. Cái thứ ba là bản sao giấy chứng nhận nhập tịch hoặc quốc tịch hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ nếu bạn không được sinh ra ở Hoa Kỳ. Cái cuối cùng là lệ phí là 535 đô, thì bạn có thể trả bằng cái money order hoặc là cái check. Về chuẩn bị hồ sơ cho cha qua Mỹ định cư thì nó giống tất cả những cái hồ sơ bảo lãnh cho mẹ. Nhưng ngoài ra, bạn phải có cái bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ của bạn. Thêm một cái đáng lưu ý mà bạn cần phải biết là nếu cha mẹ của bạn đã ở Hoa Kỳ và có visa, thì nộp tất cả các hồ sơ nêu trên là cái I-130 đấy, và đơn xin thẻ xanh mẫu I-485. Thì nếu bạn nộp chung như vậy thì nó sẽ giảm được cái thời gian chờ hồ sơ của bạn. Nhưng nếu cha mẹ bạn ở nước ngoài Mỹ thì bạn chỉ nộp những cái hồ sơ mình nêu trên thôi. Thì sau khi hồ sơ này được chấp nhận thì bạn làm những cái bước tiếp theo. Rồi tiếp theo, khi chuẩn bị hết các hồ sơ thì bạn phải đem đi nộp cái hồ sơ này. Thì tùy vào địa điểm bạn ở. Ví dụ bạn ở trong những cái tiểu bang này thì bạn đem đi nộp cái hồ sơ của bạn theo những địa chỉ này. Nhưng nếu bạn nộp theo cái USPS ấy, thì nó theo cái này. Nhưng nếu bạn nộp FedEx hoặc là UPS thì theo cái địa chỉ này. Rồi nếu bạn sống những cái bang khác ở đây thì bạn nộp theo cái địa chỉ bên phải này. Thêm một trường hợp nữa là nếu bạn ở ngoài nước Mỹ thì bạn nộp theo địa chỉ này. Cái trường hợp này là bạn nộp cái I-130 với cái I-485 đấy là khi cha mẹ bạn đang sống ở Mỹ thì bạn nộp theo cái địa chỉ này. Cái mục thứ ba là mình hướng dẫn điền đơn cái I-130. Thì đầu tiên bạn đánh cái I-130 thì nó sẽ hiện ra trang web và bạn click vào đây. Thì cái mũi tên đỏ đầu tiên đây là cái link của trang web. Rồi khi bạn có cái trang web này rồi thì bạn click vào cái mũi tên đỏ thứ hai để bạn lấy cái form. Rồi đây là giao diện đầu tiên của cái form. Trong cái form này bạn lưu ý là cái mũi tên đỏ đầu tiên bên phải này là bạn xem cái đơn của mình có expire hay không. Có nghĩa là nó hết hạn ấy. Rồi khi điền thì bạn bắt đầu điền từ cái mũi tên đỏ start here đây. Thì bạn có thể là đánh máy hoặc là viết cái mực màu đen. Rồi, mình vào điền đơn nhé. Cái phần đầu tiên là mối quan hệ của bạn. Thì có một ở đây. Ví dụ bạn đang điền đơn để xin bảo lãnh cha mẹ của bạn thì bạn click vào ở đây. Có hai ở đây là họ muốn mối quan hệ của bạn và cha mẹ của bạn hoặc là với con cái của bạn. Thì ở đây bạn chỉ bảo lãnh cha mẹ của bạn thì bạn có thể click cái 1 này với cái 3 này. Cái 1 này thì khi mà bạn được sinh ra thì cha mẹ bạn đã kết hôn rồi. Còn câu thứ 3 này là bạn sinh ra mà khi đó cha mẹ bạn chưa kết hôn. Câu số 3 này thì không liên quan tới bảo lãnh cha mẹ thì bạn đánh no ở đây. Câu số 4 ở đây là bạn lấy cái thẻ xanh hoặc là cái quốc tịch là thông qua nhận con nuôi hay không. Cái phần thứ hai là thông tin của bạn. Cái đầu tiên ở đây là bạn viết cái số thẻ xanh của bạn. Cái thứ hai là cái USCIS, cái account number của bạn. Cái số 3 là cái social security number. Nếu bạn không có những cái thông tin này thì bạn không cần điền. Rồi về tên của bạn, đây là họ, đây là tên. Và đây là tên lót. Cái phần này, nếu bạn có tên khác thì bạn điền vào đây. Cái này là cái thành phố nơi sinh của bạn. Câu 7 này là đất nước mà bạn sinh ra. Câu 8 là ngày sinh của bạn. Thì đầu tiên là tháng, rồi ngày, rồi năm.
Rồi câu 9 là giới tính của bạn, là đầu tiên đây là nam, còn bên này là nữ. Tiếp theo đây là địa chỉ mail của bạn, đây là tên của người nhận. Rồi đây là số nhà, đây là apartment mấy hoặc là floor mấy, thành phố nào, bang nào, rồi mã bưu điện nào, rồi đất nước nào. Câu 11 ở đây họ hỏi là địa chỉ mail này nó có cùng cái địa chỉ bạn đang sinh sống hay không. Nếu bạn trả lời không trong cái mục này á, thì bạn sẽ điền thông tin về địa chỉ nơi ở của bạn vào mục 12. Rồi, đây là địa chỉ nơi sinh sống của bạn trong quá khứ. Thì bạn phải liệt kê tất cả những địa chỉ mà bạn sinh sống trong 5 năm qua. Ví dụ cái địa chỉ mail của bạn phía trên đấy mà khác với địa chỉ bạn sinh sống hiện tại, thì đầu tiên ở đây là bạn ghi địa chỉ sinh sống hiện tại của bạn. Rồi tiếp theo là những cái địa chỉ khác. Qua phần này là thông tin kết hôn của bạn. Thì bạn đã kết hôn bao nhiêu lần? Thì bạn ghi số lần ở đây. Rồi tình trạng hôn nhân của bạn. Cái đây, cái đầu tiên ở đây là chưa kết hôn, cái này là kết hôn, cái này là ly dị, cái này là ở quá, cái này là ly thân, và cái này là hôn nhân bị bãi bỏ. Tiếp tục câu 18 ở đây là bạn kết hôn ngày nào, thì cũng là tháng, ngày, năm ở đây. Thì ở đây là thông tin nơi bạn kết hôn, thì cũng là thành phố, bang và đất nước. Rồi thông tin về chồng của bạn. Thì đầu tiên đây là thông tin người chồng hiện tại của bạn. Nếu trước đó bạn có kết hôn với người khác thì bạn điền thông tin người kết thì bạn điền thông tin người chồng cũ của bạn ở đây. Rồi về thông tin cha mẹ của bạn thì cũng là họ, rồi tên, rồi tên lót, rồi ngày sinh. Rồi giới tính ở đây thì ví dụ ở đây bạn điền bố thì qua bên này bạn điền mẹ. Tiếp tục thông tin của bạn thì bạn đang có phải là có quốc tịch Mỹ hay không hay là chỉ có thẻ xanh. Thì ở đây để bảo lãnh bố mẹ thì bạn phải có là quốc tịch Mỹ rồi. Câu 37 ở đây, bạn có quốc tịch Mỹ thông qua là bạn sinh ra ở Mỹ hay là bạn phải lấy thi quốc tịch Mỹ hay là từ cha mẹ của bạn. Câu 38 là bạn có cái giấy chứng nhận quốc tịch không. Nếu có thì qua câu 39 bạn sẽ điền thông tin cái chứng nhận quốc tịch của mình. Tiếp tục cái phần 2 này thì cái câu 40-41 này á, để điền được cái đơn để bảo lãnh bố mẹ thì bạn phải có quốc tịch Mỹ, nên cái phần này mình nghĩ là bạn không có cần ghi ở phần này. Tiếp tục ở đây bạn điền thông tin nơi làm việc của bạn trong 5 năm qua. Cái đầu tiên là cái thông tin nơi làm việc của bạn hiện tại, rồi đây là tên, rồi cũng là địa chỉ. Rồi câu 44 ở đây thì bạn làm nghề gì? Tiếp theo là bạn bắt đầu làm từ ngày nào và kết thúc ngày nào? Nếu trong 5 năm qua bạn có làm nhiều chỗ khác nhau thì bạn điền thêm thông tin ở đây. Cái phần 3 tiếp tục là thêm thông tin của bạn. Câu 1 ở đây thì họ hỏi là dân tộc của bạn là gì? Cái ô đầu tiên ở đây là Tây Ban Nha hoặc Latin. Cái ô thứ hai không phải là Tây Ban Nha hoặc Latin, thì mình là người Việt Nam thì mình đánh vào đây, ô thứ hai á. Rồi về chủng tộc thì đầu tiên là da trắng, cái thứ hai là ASEAN đấy, thì mình là Việt Nam nên mình đánh cái ô thứ hai nhé. Rồi về chiều cao thì đây là dùng feet với in. Về cân nặng thì họ dùng là pound. Rồi về màu mắt, ví dụ màu mắt của bạn là màu đen hay là màu xanh hay là màu nâu hay màu xám thì bạn click vào đây nhé. Rồi tiếp tục là màu tóc, thì màu tóc bạn là gì thì bạn cứ điền vào. Qua cái phần 4 này là thông tin về người mà bạn bảo lãnh. Cái đầu tiên là số thẻ xanh. Cái thứ hai là USCIS account number. Cái thứ ba là US Social Security number. Nếu mà bố mẹ bạn không có thì bạn không có cần điền vào. Rồi ở đây thì mình ghi thông tin người mình muốn bảo lãnh. Đây là tên, họ thì đây là bạn điền tên thông tin của bố mẹ bạn vào đây. Nếu bố mẹ bạn có cái tên khác thì bạn điền vào ở đây. Rồi đây là nơi sinh của bố mẹ bạn. Thì ở đây là thành phố nào, rồi ở đây là ở nước nào. Rồi đây là ngày sinh, thì cũng là tháng, ngày, năm. Rồi giới tính là nam hay là nữ ở đây. Câu 10 ở đây họ hỏi là
Bố mẹ bạn đã bảo lãnh sang Mỹ định cư khi nào chưa? Thông tin ở đây là điền thông tin nơi ở hiện tại của bố mẹ bạn. Tiếp tục ở đây nữa là thông tin liên lạc. Cái đầu tiên này là thông tin ở Mỹ thì bạn có thể điền thông tin nơi nhà ở của bạn vào. Còn ở đây là địa chỉ ngoài nước Mỹ thì bạn cũng có thể là cùng địa chỉ của bố mẹ bạn đang sống ở Việt Nam. Thì bạn ghi ở đây là same. Tiếp theo là số điện thoại liên lạc rồi email. Rồi về thông tin kết hôn của cha mẹ bạn thì đã kết hôn bao nhiêu lần và tình trạng hôn nhân hiện tại như thế nào và ngày kết hôn và nơi kết hôn là ở chỗ nào. Rồi ví dụ cái đơn này là bạn điền thông tin cho mẹ bạn thì ở đây bạn điền thông tin của ba bạn vào. Nếu trước đấy mẹ bạn có kết hôn với người nào đấy thì bạn có thể điền thông tin người đó vào đây. Rồi tiếp theo là thông tin con của cha mẹ bạn. Thì ví dụ giống như cha mẹ có bạn có bao nhiêu đứa con thì liệt kê thông tin tất cả ở đây. Ở đây cũng tiếp tục là liệt kê thông tin con cái của cha mẹ bạn. Rồi tiếp câu 45 này. Ở đây họ hỏi là giống như bố mẹ bạn đã từng đến Mỹ hay không? Và ở đây giống như là đến Mỹ theo cái dạng gì, giống như là dạng du lịch chẳng hạn. Rồi, đây là cái form I-94 khi mà đến Mỹ đấy. Thì bạn điền cái số này vào. Rồi ngày đến Mỹ. Câu 47 là số hộ chiếu. Câu 48 là cái số hồ sơ du lịch. Câu 49 là đất nước cung cấp cái hộ chiếu đấy. Câu 50 là ngày hộ chiếu hết hạn. Tiếp theo là cái thông tin nơi làm việc của cha mẹ bạn. Thì bạn điền vào đây. Câu 53 ở đây. Thì cha mẹ bạn đã đến Mỹ theo cái dạng nhập cư lần nào chưa? Nếu có thì vì sao mà giờ phải làm hồ sơ lại? Ở đây là thông tin về địa điểm và thời gian mà trong quá trình bố mẹ bạn nhập cư trước đấy á. Nếu bố mẹ bạn không có dùng cái Roman letter ở đây á, thì bạn hãy điền thông tin chính xác của bố mẹ bạn bằng cái ngôn ngữ của bố mẹ bạn. Thì cái phần thông tin ở đây bạn không cần điền. Đây chỉ là thông tin nếu bạn bảo lãnh là vợ chồng. Rồi tiếp tục ở đây nếu cha mẹ bạn đang ở Mỹ thì bạn đồng điền thông tin này. Tiếp tục đây nếu cha mẹ bạn ở Việt Nam và sẽ xin visa định cư thì sẽ điền thông tin ở đây. Cái phần 5 ở đây họ hỏi bạn đã từng làm hồ sơ định cư cho bố mẹ bạn hay không? Nếu có thì bạn điền thông tin và lý do vì sao mà hồ sơ này không được chấp nhận. Qua cái phần 6 ở đây là điền thông tin và chữ ký của bạn. Cái câu mục A này là bạn có thể đọc và hiểu hết tiếng Anh và hiểu từng câu hỏi trong cái đơn này. Câu mục B này là bạn nhờ ai giải thích và hướng dẫn từng câu hỏi một. Cái phần 2 ở đây là bạn nhờ ai đó chuẩn bị hồ sơ cho mình luôn. Thì cuối cùng bạn sẽ ký. Và ở đây là thông tin liên lạc của bạn. Thì đây là số điện thoại này. Rồi xong là email này. Và cuối cùng là bạn ký. Và đây là ngày ký, thì đây là tháng, ngày, năm. Thì cái chữ ký này rất là quan trọng nha. Nếu bạn không ký thì hồ sơ sẽ không được chấp nhận. Cái phần 7 ở đây, nếu bạn nhờ ai giải thích và hướng dẫn hồ sơ thì bạn điền thông tin của họ ở đây. Qua phần 8, nếu bạn nhờ ai chuẩn bị hồ sơ luôn á, thì điền thông tin của họ ở đây. Cái phần này là cho người chuẩn bị hồ sơ của bạn. Nếu bạn không cần thì thôi, không cần điền. Đây là những thông tin mà bạn có thể điền thêm. Ví dụ hồ sơ ở trên họ bảo là liệt kê thông tin nơi làm việc của bạn trong vòng 5 năm qua. Nếu bạn không có đủ chỗ để điền ở trên thì bạn có thể điền ở đây. Trên đây là những chia sẻ của mình về bảo lãnh cha mẹ sang Mỹ định cư. Nếu các bạn thấy thông tin này hữu ích thì hãy đăng ký kênh YouTube để chờ xem những cái video tiếp theo của mình nhé.